Sau thời gian ngắn đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu nghĩa trang mới để di dời các phần mộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để xây dựng đường vành đai 4, những ngày qua, công tác di chuyển mộ tại hai xã Mễ Sở và Vĩnh Khúc diễn ra khẩn trương, đảm bảo tiến độ đề ra. Nhận thức tầm quan trọng thiết yếu của tuyến đường vành đai 4, gia đình ông Học ở thôn Hoàng Trạch, xã Mễ Sở, những ngày qua đã di chuyển tổng số 21 ngôi mộ ở nghĩa trang thôn Hoàng Trạch về khu nghĩa trang mới để bàn giao mặt bằng cho dự án. Hôm nay là còn 21 ngôi làm 20 ngôi rồi, hôm nay còn mỗi ngôi thằng cháu là hết. Nhân dân đây chúng tôi là cũng hoàn toàn nhất trí quan điểm đường thông này thoáng phát triển đường ngõ sau này tương lai chúng tôi ủng hộ 100%. Đến thời điểm này, xã Mễ Sở đã di chuyển được 662 trên 838 ngôi mộ về khu nghĩa trang mới đạt tỷ lệ gần 79%. Việc di chuyển mộ phần ở xã Mễ Sở để làm đường vành đai 4 nhận được sự ủng hộ cao của nhân dân. Đến nay là nhân dân thôn Hoàng Trạch rất là đồng thuận. Tuy rằng tất cả nhân dân là chưa nhận được tiền đền bù với các phần mộ, nhưng với cái tinh thần sự đồng thuận của nhân dân, đến nay là đã di chuyển tới 2/3 phần mộ của cái nghĩa trang đó. Còn chúng tôi vẫn tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân và các gia đình vẫn đang tiếp tục chuyển mộ, đảm bảo đúng tiến độ. Tại xã Vĩnh Khúc, với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị cũng như sự chủ động chia sẻ của nhân dân, địa phương, công tác di rời các phần mộ ở đây diễn ra thuận lợi, được sự đồng thuận cao từ nhân dân. Theo rà soát, kiểm đếm thì xã Vĩnh Khúc có 1.318 ngôi mộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để làm đường vành đai 4. Tuy nhiên, trong quá trình nhân dân di chuyển, địa phương phải di chuyển thêm gần 300 ngôi mộ vô danh. Đến nay, xã Vĩnh Khúc đã di chuyển được tổng số cho 1.600 ngôi mộ tại các nghĩa trang, thôn Nghĩa Lộng, Vĩnh An và Vĩnh Bảo. Hiện nay là nghĩa trang thôn Vĩnh Bảo của chúng tôi là còn hơn 30 ngôi và bên khung lộng cũng còn hơn 30 ngôi. Chúng tôi sẽ cố gắng di dời các phần mộ từ nay cho đến trước 2-3 ông công, đảm bảo 100%. Ngoài những ngôi mộ vô danh, theo kiểm đếm, huyện Văn Giang có gần 2.400 ngôi mộ cần di chuyển. Trong đó, xã Thắng Lợi đã hoàn thành di chuyển ngay ngày đầu tháng 12 năm 2023. Hiện Ban Giải phóng mặt bằng huyện Văn Giang và Ủy ban nhân dân xã Mễ Sở đang tích cực hỗ trợ nhân dân tập trung đẩy nhanh tiến độ di chuyển, đảm bảo kế hoạch đề ra. Dự kiến công tác di chuyển mộ tại xã Vĩnh Khúc và Mễ Sở sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn khoảng 10 ngày.